Tết phải có cặp. Như vị ngon phải nhân đôi. Aji ngon cho món Tết đậm đà vị đầu, ngon lấu hậu vị. Có Aji ngon, Tết ngon nhân đôi. Tôi là Quỳnh Thị Liên. Dạ. Nay thì 72 tuổi. Dạ. Ở phường Phước, ấp Lân Hoài, quận 9. Dạ. Đường số 5, số nhà 53. Có luôn số nhà luôn. Có luôn. Dạ, xin mời cô ạ. Em là Lê Thị Mai. Ở số nhà 117, đường số 5, khu phố Lân Hoài, phường Long Phước, quận 9, 53 tuổi. Ủa? 53 tuổi, này số nhà 53. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cái mối lương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu ngày xưa ấy đó. Lần đầu tiên mẹ chồng thấy cô con dâu này, mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? Thấy cũng ấn tượng là một cái là mình là mẹ, là thấy nhỏ hơn nó không biết sau này có nó có hổn với mình hay không. Nhưng mà rốt cuộc nó không có hổn với mình. Nó nói chuyện nghe cũng dễ thương mà tôi sợ nó hồi đó thấy nó hơi cái miệng hơi lanh lanh. Sợ nó hổn với tôi. Bao nhiêu năm rồi? Nay là 35 năm. Trời ơi, 35 năm mà hồi đó mới làm dâu tôi về á, không biết làm gì hết. Không biết nấu được nồi cơm, cũng không biết mà bằng con cá như thế này. Đi bằng ngoài đồng á, cái gì nó cũng biết làm. Đi xuống sông thì bắt cá, bắt tôm, đồ về nhiều. Mà về làm ăn, kho không ăn không được. Bắt được thôi cho làm không được. Nó mặn quá ăn không nổi. Rồi sau này tôi mần cái gì nó cũng bắt trước nó làm được hết. Rồi tới giờ nó cũng biết làm. 35 năm mấy đứa rồi? Đẻ được hai đứa con gái đầu. Rồi đứa con trai sao? Trời ơi, nó đẻ gái lớn này đầu á, tôi biết không? Có cái chín à. Cái đầu nó tròn vo như một trái cam, không có một sợi tóc. Bác sĩ á kêu phải đưa xuống Từ Vũ á, hấp điện chứ. Tôi nói thôi để về nhà tôi nuôi nó. Quấn khăn mà nè, áo đầu đồ nó nữa. Yeah. Cho nó ấm nó ngủ cũng coi ra. Tôi nuôi nó con cái chín mà riết tới 32 tuổi mới gả lấy chồng. Giờ gả lấy chồng về Bình Phước. Cái ngày đầu tiên mà cô dâu gặp mẹ chồng thì ấn tượng như thế nào? Rồi lúc mà tự quen với ông xã trước rồi thì biết mẹ chồng đi bán thịt heo. Thấy mẹ chồng cũng chịu cực chịu khổ đi bán. Mà lúc đó hồi xưa lặn lội đi sông suối rồi á, mình thấy mẹ chồng nhỏ xíu con. Thế về cái má nói với mẹ, lúc quen với ông xã thì bà già không có nói, thấy ngày nào ông cũng lên cũng ngồi, đêm nào cũng lên cũng ngồi, không có nói tiếng nào mà người ta dẫn qua ngồi hoài vậy. Cái má nói tao thấy thằng để ý mày vậy đó. Cái em mới nói để ý đâu mà để ý má ơi, ai mà chịu mà để ý. Cái nói sao không, đêm nào cũng lên ngồi riết đó để ý á. Mà thôi tao không có gả đâu nha. Mẹ của nó hả lùng tiệt à. Người ta nói là nhứt lé gì lùng á. Tao không có gả đâu. Nó là mình nữa là thiếu thước thiếu tắc đó. Ừ, cái đúng rồi. Hồng má à, lúc đó là chưa có thương nhưng mà sau này thương rồi. Cái má cũng nói vậy nữa. Dạ. Cái nói trời biết đâu má nhà có hai người con à, biết đâu con về đó làm dâu sướng làm sao. Dạ. Bà nói sướng cái gì mà sướng, mày làm dâu không có nổi đâu. Rồi cái thằng chồng mày cái mặt nó chầm dầm nữa, về ngày nó đánh một đắng một lần á. Nhưng mà hả mình đã thương rồi mà. Cái nói thôi má biết đâu về làm dâu rồi hả, nhà có hai người con, ta không có con gái ta thương mình sao. Dạ. Đến khi mà về làm dâu á thì thật sự là về làm dâu mẹ chồng mà thương hết mực luôn. Ở 35 năm chứ ông xã chưa bao giờ đánh bàn tay, chỉ có lớn tiếng thì hơi la la vậy thôi chứ còn không bao giờ đánh. Còn mẹ chồng thì về thì thôi, thương tôi bằng mình không thể tả nổi, là cái rất cách là may luôn rất hả? Là thương. À. Mình có bầu, cái đứa lần đầu tiên có bầu á, thèm cái gì là mẹ chồng mua cái đó cho ăn. Nửa đêm mà mình nói mẹ má ơi sao mà con thèm cà ri quá má, cà ri vịt. Nhà có mấy con vịt xiêm đẻ à? Là nấu luôn. Sáng ngày bắt một con vịt xiêm nấu cà ri cho mình ăn. Hồi xưa lấy chồng sớm hả? 19 tuổi có chồng, đầu năm 20 tuổi có bầu, là tới tháng 7 là năm 9, 8, 17 là sanh bé. Có bầu rồi hả, mới có 7 tháng mấy à. Cái đa bữa đó sau đau bụng cái kêu cái bà mụ giường ở trong cùng một cái ấp luôn á, ra bà nói là có dấu sanh rồi mà sao bà không dám sanh, bé nhỏ quá. Cái nước cạn ban đêm mà kêu thu gom hết mấy cái ông đàn ông ở xóm á, lợi đằng đẩy ghe từ trong đây mà đẩy ra tuốt ngoài sông Đồng Nai. Trời ơi. Đẩy ghe đi, mấy ổng cứ nói trời ơi
sanh nửa đường rồi không biết làm sao luôn á. Mấy ổng cứ đi mà mấy ổng cứ thấy ôm bụng đau, mấy ổng sợ sanh nửa đường quá chừng. Mẹ chồng thì có chút xíu con vậy nè, ấn tượng nhất là cái khúc đó. Mẹ chồng có chút xíu con vậy mà mình mang cái bụng thè le vậy, cứ ngồi dưới ghe, cứ lôi mình lên trên bắp ghế ngồi. Lôi lên bắp ghế ngồi mình thấy trời ơi, mẹ chồng nhỏ quá vậy, sợ nhất đau bắp ghế. Mình tuột xuống bả kéo lên, một tay thì ôm, một tay thì so bụng mình. Nó ráng nhăn con, ráng nhăn con. Mà nói trời ơi, thôi má để con ngồi dưới để đau chân, không sao đâu, ráng đi. Kéo mình lên bắp ghế ngồi riết cho tới qua bến đò bên Gò Công. Qua bến đò Gò Công chưa xe lam. Chạy riết cái má nói là hồi xưa bại má sanh hai đứa cũng mổ không. Má nói thôi chạy thuốc từ vũ luôn đi. Cái sau đau bụng quá chịu hết nổi rồi, cái thôi bây giờ gần đa khoa thôi, chạy vô đa khoa. Vô trong đa khoa á hả, bà mụ thì giờ đó cũng cả gần 10 giờ đêm rồi. Má chồng bà cứ lỡ kêu cô ơi cô, dâu tôi đau bụng quá cô. Đi là có ba chồng, có cô chồng, dượng chồng, rồi mấy ông đàn ông đi theo lên luôn. Thu gom được mới luôn. Đi lên cả bệnh viện là thấy gia đình mình nhiều nhất. Mới có đứa con dâu đầu lòng mà. Đi cả nhà đi luôn. Tới đây hồi bà kêu lên bằng xanh nằm đi. Lên bằng xanh nằm, má chồng cứ thấp thó cứ lọt ra vô, cứ nói dâu tôi đau quá cô. Bà biểu nằm im đi nha, không được rặn nha. Bà bỏ bà đi lấy cái gì cũng biết. Bà vừa quay trở lại thì bé lú ra tới đây rồi. Trời ơi. Trời ơi, chút xíu nữa bà không kịp làm bé lọt dưới đó rồi. Cái bà chặn lại gì bà la quá chừng. Bà la mình quá chừng rồi đó. Kêu đừng có rặn mà sao rặn kỳ cục vậy. Nói là cô ơi, em đâu có rặn gì đâu, tự động nó ra. Má chồng về đây mừng quá trời mừng luôn, đến chừng ra cái báo con gái nữa. Trời ơi, mừng quá chừng mừng luôn. Bà bao nhiêu tuổi thì bà có con dâu? Tôi 19 tuổi, 20 tuổi là 19 tuổi có chồng, 20 tuổi có con luôn. Lấy chồng từ thở 19 luôn á hả? 19 luôn. Lấy sớm gì đó hả? Cha gã đâu phải ưng đó. Chứ có yêu, yêu gì không? Không. 19 tuổi là lấy chồng, là lấy chồng rồi. Còn chị là mấy tuổi? 19 tuổi luôn. Hai người hợp dễ sợ luôn. Số nhà rồi tuổi nó hợp. Rồi tuổi lấy chồng cũng hợp luôn ha. Lấy chồng lúc mà cô còn trẻ quá đúng không cô? Rồi về lại có bầu liền nữa. Mình đâu có làm phụ việc nhà gì với má chồng được nhiều hả cô hả? Đâu có biết làm gì đâu mà làm. Đó chỉ biết đi cấy, đập lúa, xúc. Dạ. Đi cấy là giỏi lắm. Bà về nhà là nói là nấu cơm, nấu nước, làm đồ ăn không biết làm. Có chồng chưa biết nấu nồi cơm. Nhưng mà rồi việc ngoài đồng giờ thì giỏi. Nó thấy tôi làm mà tôi đi nấu ăn ở sớm, ở đám tiệc rồi đó. Dạ. Bây giờ là biết làm nấu đám cưới tháng chạp đồ biết làm. Trời ơi. Hồi xưa về á, biết hết. Mẹ chồng kêu nấu cơm á thì hả? Không biết làm. Nấu đại. Sống 9/9 bây giờ. Bệnh gan làm đại chứ biết sao giờ. Dạ. Kêu kho cá thì kho lên. Ăn xong thấy ai cũng ngậm quá. Má hỏi ủa sao anh? Thật mặn quá. Cái má nói sao con kho mặn dữ con nữa trời. Con kho đại con có biết gì đâu. Cái bắt đầu hả mẹ chồng á hả chỉ cho kho. Rồi à, hả? Ăn lại. Mẹ chồng thấy ăn cứ cá đồ này kia, ăn ngán, ăn thịt gà đồ kia. Kêu bán 2 con gà. Thôi con không dám hỏi sao. Sợ ơi, sợ đất thật. Đây vô chợ có một đường à, đi nửa đường ta cũng mua, nó khỏi cần vô tới chợ người ta mua hết trơn. Con ăn ngán, gà, vịt ngán, cứ vô chợ mua thịt cá về, thịt để về cứ ăn. Còn cá nó xuống sông mà nó cứ nó bắt, về ăn hết. Rồi trong cái lúc làm dâu đó có bao giờ bị mẹ chồng la không? Lúc làm dâu mẹ chồng không có bao giờ la hết trơn. Ví dụ không được cái gì thì mẹ chồng kêu nói con làm cái đó nó không được vừa ăn đồ này kia đó, thôi làm trở lại. Rồi đám dỗ đồ này kia, khách khứa đồ, bà con ta lợi ta phụ bằng gà bằng vịt đồ đó, bằng xong rồi cái ta về hết. Ở đây bắt đầu mẹ chồng mới chỉ cho nấu ăn. Chặt con gà như thế nào, ốp làm sao, bao nhiêu hành, tỏi đồ này kia, chỉ cho ốp, chỉ từng ly từng tí, rồi bắt cho đứng khèo nấu. Có bao giờ con dâu làm buồn lòng của mẹ chồng chưa? Cũng có một lần hai lần gì chứ. Thì á, ví dụ như mình nói gì á, nó không vừa ý, nó cái nó hơi nói hơi lớn tiếng chút. Cái tôi nói thôi đừng nói lớn tiếng. Có mình mày mình nói tao chi lớn tiếng, nói nhỏ nhỏ lại chút. Đời nó lại đến giờ. Nói mỏi gì mà nó nặng lâu ký lắm á nha. Cái tạc á thì lớn tiếng rồng họng từ xưa giờ nó quen. Trên lớn tiếng rồng họng. Chứ không giờ má. Má nói gì? Cái mày nói lớn tiếng rồng họng. Mẹ chồng bệnh thì mình cũng quan tâm chăm sóc. Còn khi mà mình bệnh nói ngay thì mình chắc cũng có hơi làm biếng trong đó một chút. Mẹ chồng á hả vừa vô tới nhà hỏi ủa nhà sao đâu mất tiêu vắng que trơn vậy. Cái nói con nằm đây nè má ơi, hỏi sao vậy? Con bệnh rồi. Thấy như vậy mẹ chồng chạy vô thấy thao chén còn đó, chạy lại rửa chén liền. Rửa chén rồi đồ ăn mình mới vừa mua để trong tủ lạnh lụm ra làm hết trơn, làm cơm nước xong xuôi hết rồi.
kêu thôi giờ ra ăn cơm đi con. Thì mình cũng sẵn đang đói bụng luôn nữa. Về rồi bỏ đó, đói bụng rồi ra lục ăn. Mình suy nghĩ rằng mình có làm biếng không mà sao kỳ ta, sao mà mẹ chồng xuống làm chuyện mình hết trơn mà mình nằm đây. Giờ làm xong rồi cái tự nhiên tỉnh bơ vậy ăn cơm. Cho nên bây giờ hả mình rất là thương mẹ chồng mình. Giữa mẹ chồng nàng dâu này rất là dễ thương rồi, không có vấn đề gì cả. Hôm nay thì chương trình có một cái món quà tặng cho mẹ chồng nàng dâu. Xin mời nhìn về màn hình. Hôm nay thì con cũng có đôi điều cảm nghĩ về mẹ và nội. Trước tiên là về nội, con rất thương nội. Con rất nhớ những lúc còn nhỏ, nội rất thương chị em tụi con. Đi đâu nội cũng chở chị em tụi con đi hết. Muốn mua gì hay muốn ăn gì nội đều làm cho ăn hết. Con hay nói với mọi người là khó kiếm được ông bà nội giống như nội. Rồi sau này đẻ Harry, nội cũng chăm con ở bệnh viện. Con rất thương. Con mong là sức khỏe của nội lúc nào cũng dồi dào, khỏe mạnh. Con mong là nội lúc nào cũng mạnh khỏe bình an, sống lâu trăm tuổi với con với cháu. Cái cưng rồi. Bây giờ thì sức khỏe của nội không còn được như trước nữa. Nội rất là hay đau nhức xương khớp. Đêm nội nhức nội không ngủ được. Mẹ hay nói con nghe, con rất lo cho nội. Tại vì bây giờ chỉ còn có một mình nội thôi. Con mong là nội lúc nào cũng khỏe mạnh, ở lâu sống lâu với tụi con. Còn mẹ ơi, ngày xưa lúc mà con chưa có chồng, con còn nhỏ, lúc đó con ngang bướng lắm, hay cãi lời mẹ, hay cằn nhằn. Nhưng mà từ khi mà lấy chồng về có con thì con mới biết được tấm lòng của mẹ dành cho con là như thế nào. Con lúc nào cũng mong muốn là ba mẹ sống được hạnh phúc. Mong mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh bình an, lúc nào mẹ cũng vui vẻ để sống lâu với chị em tụi con. Bà đây là đứa cháu thứ mấy vậy bà? Nhỏ này là thứ ba, chị nó gả về Pháp rồi. Bà thấy chị nói vậy bà cảm thấy sao bà? Thấy cảm động, xúc động, thương chứ sao. Bé nó thương nội lắm. Chị cảm xúc thế nào khi mà nghe con mình nói như vậy? Nghe con tôi nó nói cảm động dữ lắm. Bây giờ hả, nó có chồng có con rồi, nó biết thương cha thương mẹ. Ngày nào cũng điện về nhắc mẹ, nói mẹ biết rồi con. Nói mẹ là ráng chăm sóc cho bà nội. Vợ con có nội thôi. Chị là bao nhiêu cháu? Ba cháu. Đứa này là đứa thứ ba. Đứa lớn 34 tuổi. Còn chồng một còn cháu... một bé là 11 tuổi. Cũng đang ở trên bà nội. Một câu chuyện rất là xúc động của bà với lại chị ha. Dạ. Mình muốn nói gì với mẹ chồng của mình không? Má cố gắng, cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng sống lâu với tụi con. Bây giờ ba đã mất rồi thì giờ chỉ còn mình má. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống lâu với tụi con trăm tuổi. Con thương má nhiều lắm. Trời ơi. Nói vậy chứ mình cũng muốn sống lâu với các con các cháu rồi á. Biết mình có được vậy hay không mình cũng muốn. Mà ông trời kêu thì mình phải dạ, chứ biết làm sao mình tránh hả chú. Lâu lắm, mình cứ sống khỏe, sống vui, rồi có con cháu nó chăm sóc sức khỏe mình, sống rất là lâu. Một kỷ niệm gửi tặng.